cùng chào đón nam ca sĩ Long Nhật và nữ diễn viên Trà Ngọc. Ui, anh Long Nhật ơi, lâu lắm không gặp anh nhá. Thành Trung, càng ngày cứ mỗi lần gặp trông lại cứng cáp, mà nhìn trông lại kiểu nhìn trông nó mạnh cứng mẽ. Cứng cáp tức là già hả? Không, cứng cáp là ý là mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ là không phải Long Nhật. Trang Ngọc, yeah. Em có phải là người có trực giác tốt hay không? Tự đánh giá nào. Lúc trước á, thì lúc mà single, lúc mà độc thân á, thì em là một người có trực giác tốt. Nhưng mà sau khi lập gia đình và có con thì hết rồi anh. Tại sao? Ủa? Dạ, tại vì giống như là em sao ta, càng ngày á, cái mối quan tâm trong cuộc sống em nó không có còn nằm ở trong trực giác nữa, em càng ngày càng thực tế á. À, dạ. Là cơm áo, là gạo tiền, là các con của mình. Dạ không, em mình. Không có cơm áo gạo tiền, em chỉ có sữa với tả thôi. Hy vọng rằng ngày hôm nay với trực giác của những người nghệ sĩ thì hai người chơi của chúng ta sẽ vượt qua được 5 vòng thi của chương trình một cách ngoạn mục để lấy được số tiền thưởng tối đa là bao nhiêu, trợ lý? Số tiền bất ngờ quá. Ủa chị ơi, chị là người thiệt nha, chứ không phải ảo là 3D đâu nha chị. Em dạ Diệu Nhi, anh có biết không, có nghĩa là chương trình của mình có đến tổng cộng là 5 giá trị tiền thưởng lận nè, 1 triệu nè, rồi 5 triệu nè, là 6 triệu chưa? Dạ, 6 triệu, 6 triệu rồi. Tới 10 triệu là bao nhiêu? Là 16 triệu. Thì cộng thêm 15 triệu nữa, là 1.2 tỷ. Cái gì? Trời đất ơi, dữ quá vậy trời, 1.2 tỷ nữa anh ơi. Nè, 15 triệu cộng cho 16 hồi nãy có phải là 31 thì triệu. Đó đúng mà 31 mà cộng thêm cái giá trị lớn nhất 25 triệu nữa. Trời đất ơi, tỷ thưa quý vị, chưa thấy trợ lý nào thông minh hơn trợ lý của tôi. Kể ra và cộng cũng phải mất hơn 1 phút rồi. Chỉ chưa cộng xong nữa kìa. 56 đã là hay. Nói chung là cộng từ năm ngoài tới năm nay. Hy vọng rằng là Trà Ngọc và Lâm Nhật sẽ được 56 triệu ngày hôm nay. Rồi chúng ta hãy cùng xem liệu hôm nay các người chơi có xuất sắc hay không. Bây giờ hãy cùng mời họ về đúng vị trí của mình.